bạn thân mến, ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt tại nhà hàng của Hải Xồm rồi. Nhà hàng thì chuyên về vịt quay và các món phở, phở vịt quay rồi cũng khá là nhiều những món ăn khác nữa các bạn ạ. Đây rồi các bạn ơi, rất là nhiều những chú vịt quay đang được treo ở bên trong này, bên trong tủ này. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển vào bên trong nữa để quay cận cảnh những cái chú vịt quay Lạng Sơn này cho các bạn xem nhé. Sơn đang đứng cạnh khu bếp, mọi người đang làm một cái món phở vịt quay các bạn này. Đây, cận cảnh món phở vịt quay cho các bạn xem này. Những con vịt được quay rất là ngon, rất là đặc biệt, và sau đó người ta sẽ làm cùng mấy cả phở như thế này. Nhà hàng này thì khá nổi tiếng ở thành phố Lạng Sơn, cho nên là ngày nào cũng rất là đông khách các bạn ạ. Đó, con vịt rất là ngon. Vịt đây thì quay bằng lá móc mật và cái hương vị nó rất là tuyệt vời. Gia vị thì rất là đủ luôn. Trông cô chặt vịt rất là chuyên nghiệp. Ngày nào cũng chặt rất là nhiều con vịt luôn đấy. Đây, một cái đùi vịt chặt ra một bát phở như thế này các bạn này. Đây các bạn quan sát xem, nhìn cái miếng vịt này nó có hấp dẫn không? Thực sự là hôm trước thì Sơn cũng ăn khá là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay thì Sơn đã hứa thì đã sẽ quay lại những cái video ở đây cho các bạn xem này. Đó, nhìn cái miếng vịt nó rồi không? Thực sự ngồi quay này cảm thấy nó thơm lắm các bạn. Thơm, nó ngon. Nhất là cái hương vị của nó rất là đầy đủ các bạn ạ. Còn bát phở này thì trông cũng khá là đầy đặn. Mình thấy cô làm phở chặt cả một cái đùi vịt vào đây luôn các bạn ạ. Rất là ngon. Sơn mời tất cả mọi người ăn sáng cùng với Sơn nhé, với món phở vịt quay tại nhà hàng Hải Xồm Lạng Sơn. Nhưng mà trước khi ăn phở thì Sơn sẽ làm thử một miếng vịt đấy các bạn ạ. Đây các bạn ơi, miếng vịt rất tuyệt vời. Nó phải chấm với cả đúng gia vị của nó nữa. Như các bạn xem đây có cái nước chấm này, gia vị nó này. Bây giờ mình chấm này và ăn thôi. Mời mọi người nhé. Ui, ngon lắm, ngon tuyệt vời luôn các bạn ạ. Thật sự là không hổ lại là vịt quay Lạng Sơn, thật sự là ngon lắm. Không có cái biển cấm ăn. Cấm qua ngủ phát. Ui, bắt lưỡi luôn, tốn lá. Không đi đâu được. Cái đùi rất là ngon này các bạn. Tầm đấy bây giờ, về mà thực ra cái đùi này định nhường cho các cháu nhỏ. Em lên bắt em nằm luôn mà. Bây giờ mà mình mà ăn thì các cháu sợ các cháu này. À đây còn cái nữa à? Wow. Ở đây cho cháu một cái này. Cháu một cái. Bây giờ tôi sẽ ăn cái đùi này. Đây các bạn. Chấm với cái nước này, ngâm vào đây. Nước này. Sau đó rồi là nó ngọt, nó lắm, mà nó có một cái vị mà nó rất khác biệt, rất là khác biệt ở so với ở những cái món nó gọi là vịt quay ở những nơi khác các bạn. Có nghĩa là khi đã đặt chân lên đất xứ Lạng này rồi, chúng ta không thể bỏ qua cái món ăn đó là lợn quay và vịt quay, vì nó ngon lắm, ăn nó sướng lắm. Sau khi đi ăn sáng ở bún, gọi là bún Hải Xồm, thì giờ thì Sơn lại di chuyển để quay trong khu vực chùa Tam Thanh và động Tam Thanh thêm một chút nữa. Sơn sẽ ghi cái hình ảnh từ trên cao xuống tổng thể để cho quý vị và các bạn nhìn nó có được một cái nó tổng thể hơn các bạn nhé. Sau khi Sơn kết thúc cảnh quay ở chỗ chùa Tam Thanh và động Tam Thanh thì Sơn sẽ di chuyển sang khu vực khác. Và buổi chiều nay thì chắc là Sơn sẽ đi ăn lận quay các bạn ạ. Các bạn thân mến nhé, buổi chiều ngày hôm nay thì Sơn lại tiếp tục review về món lợn quay của Lạng Sơn các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, quan sát này. Đây là món ba chỉ các bạn nhé. Ba chỉ này thì ở đây người ta bán là 180.000 trên một cân. Và cái chất lượng... nói chung là con lợn đây thì nó rất là tuyệt vời. Khi mà thấy cô chặt con lợn này ra thì mình đã ngửi thấy một cái mùi rất là thơm của vị lá móc mật. Đúng không cô nhỉ? Đây là móc mật. Cái này thì vừa mới ra lò đây các bạn ạ. Wow. nhìn cái miếng da miếng bì nó kìa, nhìn sướng kìa. Nhìn cái miếng da miếng bì. Cái này chắc là đây là đội mình sẽ mua khoảng mấy cân này, 2 cân. Ui, cô chặt xịt luôn nhỉ. Này, cho các bạn xem những cái miếng bì của nó này. Thèm quá. Bây giờ sẽ bảo cô chặt ra để thưởng thức luôn các bạn ạ. Thật ra thưởng thức luôn và sẽ ăn cùng mọi người. Các bạn nên đất xứ Lạng này thì nhớ đừng bao giờ quên cái món lợn quay và vịt quay nhá. Bởi vì nó rất là ngon luôn. Đây, các bạn ơi, nhìn này. Nhìn nó sướng không? Nhìn cái miếng bì của nó. Thật sự hơn, miếng bì nó nhìn nó cảm giác mà nó ngon. Nhìn đã muốn ăn rồi. Nó giòn lắm các bạn ạ. Mình thử cắn miếng nhé. Nó ngon quá. Nó ngọt. Đây, xin một miếng chứ. Chống vật. Đây. Ui, nó phê lắm. Ôi, cho cháu một xin miếng nữa để chống vật nha. Một ngày thì bình quân thì cô sẽ bán bao nhiêu con lợn? Nó tầm phải tính cân à? 3 con á? Ôi, cái đấy cô chặt từ từ đây, nhìn cho mọi người nhìn. Ui ơi, nó giòn. Nó giòn cực kỳ luôn các bạn ạ. Ui, nhìn nó sướng không? Thật sự lên đây là mình chỉ khoái khẩu nhất là món lợn này thôi các bạn. Món lợn này với cả món, nói chung là 2 cái món quay, đó là lợn quay vịt quay. Chắc chắn rồi, nó là đặc sản Lạng Sơn rồi. Còn cái đất đồng mỏ này thì có thêm cả món la nữa các bạn nhé. Sau một vài tháng nữa sẽ có mùa la. Thì cái la đồng mỏ này cực kỳ ngon luôn. Rồi. Đó. Lá bóng mật nữa. Ui, ăn nó giòn, nó sướng các bạn. Cô có cái này thì cháu thấy nó khá là vừa rồi. Nhưng mà có khi là cô vẫn phải cho cháu xin một ít nước chấm nữa nhỉ? Tại vì cái ba chỉ này là mình ướp nó vừa rồi mà. Ba chỉ cháu thì cháu thấy vừa nhưng mà sợ. Đây cô cầm cái đĩa này. Đấy, đây các bạn nhìn này. Ui, trông nó hấp dẫn. Nó ngon. Đây cô chủ đây. Rất ngon. Bây giờ sẽ di chuyển vào trong bàn trong để ngồi ăn đây các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, đặc biệt của cái món lợn quay Lạng Sơn này ấy, thì đó chính là cái món da này các bạn này. Ui, cái món da này ấy, thì người ta sẽ có những cái cách người ta làm để khi mà quay con lợn lên nó rất là giòn. Cái da này nó ăn rất là giòn và ăn nó không có bị ngấy. Ở cái chỗ là đây kể cả có những cái miếng thịt như các bạn xem này, miếng thịt nó như thế này thôi. Chúng ta có thể là nhìn thấy nó trắng, nó ngấy này thôi nhưng mà ăn rất là ngọt luôn. Cái miếng thịt này ăn giọt ngọt này. Đấy, và còn cái da này, da này ăn cực là giòn luôn. Và cái này thì chúng ta sẽ chấm với cả những cái chính là những cái nước mà người ta ủ trong con lợn khi quay ấy. Cho đây xong nó chấm này. Ăn này. Mời tất cả các bạn thưởng thức món lợn quay của Lạng Sơn nhé. Wow. Quá tuyệt vời. Thật sự cái da nó giòn, ăn nó sướng lắm các bạn. Wow. Nó quá phê luôn. Vừa nãy để Sơn ăn cái da này, nhưng bây giờ nó ngon nhất là ở cái da này. Nhưng mà không ăn nữa, mình sẽ phần lại để cho mọi người nữa các bạn ạ. Bây giờ sẽ thưởng thức một miếng này. Cái này nó là thịt ba chỉ các bạn ạ. Đây, như các bạn quan sát đây, trông thì nó có vẻ là ngấy, nó kiểu như là miếng thịt luộc ấy. Thế nhưng cái lợn quay này thì ăn là nó không ngấy một tí nào luôn. Cái hương vị nó đậm đà bởi vì là được quay cùng với cả lá móc mật này và rất là nhiều những cái gia vị đặc biệt của người xứ Lạng. Người ta làm được cái món lợn quay á. Ui, ăn cái lá móc mật nó cũng ngon luôn đấy các bạn ạ. Cái này một chấm này. Ui, nó ngọt dã man luôn, không hề ngấy một tí nào mà nó rất là ngọt luôn đấy. Ăn quá sướng luôn. Thật sự mà trong cái lúc mà mình đói này mà mình nghĩ là có khi là mình sẽ phải ăn được hết cả một đĩa này luôn các bạn. Ăn lợn tại lò đấy, thích ăn ở vị trí nào thì mình sẽ chặt, mình sẽ bảo người ta chặt ở cái vị trí đó ra và mình ăn thôi. Ăn tại lò, tại nơi mà người ta quay ấy. Cái thịt ba chỉ như thế này thì người ta sẽ bán là bằng 180.000 trên 1 cân các bạn ạ. Còn thịt chân giò với cả vai với các thứ thì người ta bán rẻ hơn một xíu. Ngon lắm. Các bạn lên đây mà không thưởng thức cái món lợn quay với vịt quay thì thật sự vứt đi luôn nha. Đã lên đến đất xứ hạng này thì đừng bao giờ quên cái món ăn này. Những cái món ăn cực kỳ là đặc biệt. Đấy, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Thôi bây giờ Sơn sẽ ăn thêm một miếng da này nữa, bởi vì nó giòn nó ngon quá. Thế xong rồi là Sơn sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi. Chứ không cứ ngồi ăn như này mà khán giả mà cứ nhìn thấy mình ăn này khán giả thèm xẻo dãi luôn á. Ăn nó giòn nó sướng lắm các bạn ạ. Ôi, nó đỏ, nó ngậy, nó xuống. Thật sự là nó quá ngon. Mình không tả nổi, mình không thể tả nổi cái vị ngon của nó như thế nào nữa. Rồi, chắc là Sơn sẽ tạm thời kết thúc cái video này đây các bạn nhé. Để Sơn chia sẻ cùng với cả đội nhà không cả. Mình ngồi mình đang cái đà bon này là ăn một tí là hết đĩa luôn, nhưng mọi người lại không được thưởng thức. Vậy nhá, Sơn xin phép được kết thúc video đây. Xin chào các bạn. Ngọc. Đấy, điện cho bố em ạ. Lúc thấy mẹ em điện bảo thế, các anh có về ăn cơm để mẹ nấu luôn. Thế đặt về nhà được đúng không? Đặt về nhà thêm mình nhá. Thật đấy. Không có chú ý á.